Anh chị, mời anh chị ngồi. Chào chị, giới thiệu với chị, tôi là bác sĩ Trần Nguyễn Du, phụ trách về dinh dưỡng tại trung tâm. Hôm nay chị đến đây có chuyện gì với chị? Dạ bác sĩ ơi, mấy bữa nay thằng bé nhà tôi hay khóc đêm đó. À, biến ăn mà hay khóc đêm hả chị? Vậy anh bé được bao nhiêu tháng tuổi rồi chị? Dạ, còn mấy ngày nữa là được 9 tháng thôi. À, 9 tháng. Vậy bé được nhiêu ký với chị? Không có đi con thường bác sĩ ơi, tại ở nhà bà nội không có cho đi con. Nó là con mình không có lên ký nó bệnh nữa nên không có cho đi. Không con cũng không có đo luôn, không có chiều cao luôn. Rồi vậy thì tôi nói với chị này nha, cái việc cân đo nó không có ảnh hưởng gì tới trẻ hết, tại mấy cụ mình ngày xưa nuôi con khỏe quá nên có quan niệm gì đó. Bây giờ chị cho phép tôi cân bé nha. Dạ thì tôi cũng muốn cân nó, coi bé nó sao. Rồi vậy chị đặt lên cân đi, mình cân luôn nha. Bé nhà mình được 7,5 kg nha chị. Vậy là có sao không bác sĩ? Rồi để tôi đo chiều cao xong tôi sẽ kết luận cho chị nghe luôn nha. Dạ dạ. Chị thẳng lên cho bác sĩ đo nha. Rồi bé nhà mình được 75 cm nha chị. Bé nhà mình là đang 75 cm và cân nặng 7,5 kg. Chị nói với chị á là nó vừa cân đo nha chị. Thôi con học sinh quá, thôi anh ra ngoài không cứ ẩm nó ra đi chơi chú. À thôi anh xong rồi đó, anh cứ cho em bé ra ngoài đi. Thôi bé xong rồi đi ngựa con. Hai con mình đi ngựa. Đi ra đây. À, nãy giờ tôi cũng chưa hỏi chị là chị làm nghề gì. Hiện tôi đang làm nhân viên ngân hàng đó bác sĩ. Vậy thì đi làm với rồi sao chị kiên coi bé được? Thì tôi đi làm suốt vậy thì để bé ở nhà cho bà nội giữ, tại vì chồng tôi thì cũng đi làm suốt. Ủa anh làm gì vậy chị? Anh làm bên điện lực á. Vậy thì để bé ở nhà vô em bà nội chăm sóc bé. Dạ, bà nội ở nhà thì thấy bà nội cũng vô tư lắm, bé nó khóc rồi bà nội cho ăn mà chứ bà nội cũng không có biết lo lắm. Hồi nãy đó chị có nói với tôi là một tuần nay đó là bé ăn kém nè, bé khóc đêm rồi đổ mồ hôi tròn, với lại trước lúc nãy mình cân đó, thì chị cũng đã thấy rồi đó, thì bé nhà mình đó là 7,5 kg, cân nặng là 7,5 kg mà chiều cao là 75 cm. Thì chị ơi, bé nhà mình đang thiếu cân đó nha chị. Tại ở nhà thấy cũng cho nó ăn đầy đủ lắm, cho ăn cháo rồi cho nó uống sữa, thì mà sữa là tôi mua loại mắc nhất luôn á. Vậy là thiếu cân hả bác sĩ? Lúc mà sinh bé ra bé được nhiêu ký hả chị? Được 3,5 kg bác sĩ. Rồi vậy thì trong quá trình mà chị mang thai đó, chị tăng được nhiêu ký chị nhớ không? Lúc đó nó cũng có đi cân thì chắc hình như tăng khoảng 10-1 kg gì đó. Mà lúc đó mình sinh thường hay mình sinh mổ hả chị? Lúc đó tôi sinh thường. Trong quá trình mang thai đó mình tăng đầy đủ chất dinh dưỡng không? Tôi cũng ăn đầy đủ lắm, thì cũng có đọc trên mạng đồ thì ta hướng dẫn thì tôi ăn, cũng ăn đầy đủ chất, nó là uống sắt rồi cũng đầy đủ lắm. Khám thai rồi đầy đủ thật kỳ luôn nha. Dạ. Hiện tại bé nhà mình ăn gì vậy chị? Ăn hay là bú cái gì? Có bú sữa mẹ không? Thì hồi lúc trước á thì tôi còn ở nhà thì nó tôi cho ông bú rồi xong tôi nghĩ nó 6 tháng rồi nó có gì tôi đi làm mà bé cũng bắt đầu cho ăn dặm luôn. Vậy là ăn dặm từ 6 tháng? Dạ. Ủa vậy bé ăn cái gì chị? Dạ mới đầu thì buổi sáng thì nếu mà tôi còn ở nhà thì tôi nấu cho bé, còn mấy cái buổi trưa buổi chiều rồi tôi không có ở nhà thì thường là bà nội đi ra chợ mua cháo dinh dưỡng cho bé. Cháo dinh dưỡng ở ngoài bán á ha. Dạ. Vậy là chị hồi nãy chị nói là bắt đầu từ tháng thứ 6 là mình cho bé ăn, vậy thì hiện tại bé có bú sữa không chị? Thì tôi có cho bú sữa bình á, còn sữa mẹ thì tại tôi đi làm suốt và nên là tới tối tôi về tôi mới cho bé bú, nhưng mà tại chiều bà nội cho ăn sớm quá đó rồi giờ cái bé nó bú xíu à. Ủa nhưng mà chị nói bé bú sữa bình bú từ bao giờ? Thì tại tôi cũng bị thiếu sữa đó bác sĩ, nên là khoảng tháng thứ 5 á là tôi đã cho bé bú thêm sữa bình rồi. Vậy hiện tại bây giờ bé ăn ngày mấy bữa? Bé bú ngày mấy bữa? Tính bú sữa bình thôi. Thì ăn ngày mấy bữa? 3 bữa luôn. Bé bú khoảng bao nhiêu chị? Ở nhà có cái bình sữa 30ml á, thì bé bú hết cái bình đó. Bú hết bình luôn? Dạ. Bé nhà mình á, chị có cho nó tắm nắng không? Mấy tháng đầu thì có, nhưng mà sao cái thấy bé nó da nó
bơi nữa. À, vậy hả? Vậy thì chị tắm nắng thì chị tắm sao, chị tắm lúc mấy giờ? Hồi lúc trước có tắm thì tắm sáng sớm thì có nắng sớm thì vô còn nhà thì đem cho tắm. Mà tắm khoảng bao nhiêu lâu? Thì thấy khoảng chừng 15 20 phút rồi. Vậy chị tắm đó là chị lột hết em bé hay là chị còn che còn nào hay là cho nó tắm nguyên cái thân? Tôi cho nó mặc đồ tại sợ nó bị bệnh nó thấy nó. Vậy thì mới nói là cho nó mặc đồ vậy thì chị tắm chủ yếu của bé là phần nào? Thì thấy nắng thì chắc đồ nó cũng qua là tay chân nó vậy đó. Thì tắm nắng thì chủ yếu là cho tay chân săn chắc thôi. Cho tay chân nó lộ ngoài ha. Phần ngực với phần bụng mình che. Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Tại chị sợ nó bệnh nó có thể. Chị nói hồi nãy là bé ăn một ngày ba bữa đó, buổi sáng mình nấu, dạ, buổi giờ mình nấu thì sao? Dạ thì sáng tại vì hai vợ chồng cũng đi làm gấp quá nên là em mua cháo gói em để sẵn đó, rồi xong cái nấu thì em lấy cháo gói ra nấu nhưng mà cũng bỏ đầy đủ lắm bác sĩ. Thì em bỏ thịt nè rồi củ vô cho bé ăn thêm vậy đó. Vậy là nấu cháo gói cho bé ăn. Dạ, à, cũng có đầy đủ. Dạ, dạ. Rồi vậy là nếu mà sáng nấu mà như là chị nói là sáng nấu cho bé rồi trưa chiều bé không có cái ăn mình mua ngoài vậy mình mua bao nhiêu mình mua ở đó. Thì thường bà nội mua xong về em cũng có hỏi thì bà nội nói là một ly cái bé ăn cũng gần hết mà dạo gần đây bác sĩ bé nó ăn kém lắm chưa ăn không ăn hết nửa ly nữa. Dạ thấy cũng lo không biết sao. À, chị nói bé nhà mình ngoài biết ăn ra nó còn khóc đêm nữa, vậy bé khóc sao chị? Rồi thì tối tự nhiên cái dạo đây với ngủ khiến nó giật mình rồi nó khóc quấy rồi nó không nó chịu ngủ nữa. Nhưng mà tuần trước cái tuần mà nó khóc vậy đó thì có dẫn nó đi tiêm ngừa sởi thì không biết cái tiêm ngừa nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ, không phải là do cái tiêm ngừa đó không bác sĩ? Rồi cũng có thể có lý do đó chị, nhưng mà ngoài cái đó ra tôi nghĩ là còn lý do khác đó. Vậy thì bé mình khóc đó chị có để ý mà nó khóc lúc mà nó vừa vô thư thiêu nó khóc hay là nó giật mình tối nó giật mình nó khóc giật mình đúng không? Dạ. Bây giờ tôi xin sơ lược cái tình trạng của bé hiện tại nha. Bé nhà mình là bé trai 9 tháng tuổi, cân nặng của bé được 7,5 kg, chiều cao là được 75 cm. Rồi trong một tuần gần đây thì bé hay quấy khóc rồi lại biến ăn. Trước một tuần thì bé có đi tiêm ngừa sởi. Với cái chiều cao và cái cân nặng như vậy thì tôi thông báo cho chị nghe nha. Bé nhà mình 7,5 kg là không đủ cân đó nha chị. Giống như đã nói với chị đó, đáng lẽ ra cái chiều cao trung bình, cân nặng trung bình của một bé 9 tháng tuổi là phải được 9,2 kg đó chị. Hoặc là chí ít lắm cũng phải là 9 kg. Mà bé nhà mình là 7,5 kg, chị thấy thiếu bao nhiêu? Thiếu 1,7 kg lận hả bác sĩ? Đó, như chị cũng thấy rồi đó. Bé nhà mình nó thiếu 1,7 kg luôn đó chị. Cũng không phải là ít đâu. Như hồi nãy chị nói đó, chị còn đi làm mà cho bé bú mỗi ngày có một lần thôi, bú mẹ thôi. Mà cái lần bú đó là bé lại ăn no rồi nữa, rồi bà nội cho bé ăn trước vậy nữa. Thì chị biết đó, theo cái khuyến cáo là mình phải cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và ít nhất là phải tới 18, 24 tháng vẫn còn phải bú mẹ. Thì trong 6 tháng đầu đó, tôi cũng cho nó bú sữa mẹ luôn. Mà 6 tháng, mấy tháng sau đó, thì tôi bị hậu sản, tôi mất nghỉ hậu sản ở đó. Rồi tôi đi làm đó, thì chỉ cho nó bú được buổi tối là. Thì cũng có mấy người bạn chỉ tôi là dắt sữa vào tôi lặn. Nhưng mà tôi sợ nó uống đó, đau bụng á. Vậy hả? Dạ, cũng không có dám để cho bé uống gì nữa. Chứ thấy sữa bột nó cũng tốt. Bạn chị chỉ cũng là đúng rồi đó, là mình có thể là bỏ vắt sữa xong bỏ vô tủ lạnh, nhưng mà chị nhớ là bỏ ngăn mát đó nha. Dạ. Rồi á, nhưng mà nhớ là sữa chị giữ được trong một ngày thôi, 24 tiếng thôi. Không có để vắt cho bé qua ngày sau nữa, bé bú thì nó cũng mệt lắm à. Rồi lúc mà quan trọng là lúc mà chị lấy ra hoặc là người nhà lấy ra cho em bé bú thì phải làm như thế nào, lúc này mới là quan trọng nè. Tôi chỉ chị nha. Chị lúc mà sắp sữa cho bé bú đó thì chị nấu nước lên, nó cho gì đó ấm ấm là khoảng chừng 40-50 độ đó, chị bỏ cái bình sữa vô, chị biết làm gì không? Để cho nó ấm đi. Đúng rồi, cho nó giống như mình nói năm nay là mình hâm đó, dân gian nó là mình hâm lại đó, cho sữa nó trở về cái nhiệt độ bình thường trong cơ thể người mẹ.
đó, nó bù trừ lạnh, mình bù trừ ấm lại thì nó có thể là trở về môi trường này, là phản ứng cơ thể mình là 37 độ, thì em bé nó sẽ được, tôi đảm bảo chị là không có chuyện gì xảy ra nếu mà mình làm đúng cách đó. Vậy hả bác sĩ? Đúng. À, tôi cũng phải lưu ý với chị là mình phải vệ sinh bình sữa nha chị, mình nấu nước sôi lên đó, trụng cái bình sữa của bé khi mà bé bú xong đó, nhớ trụng nha, để đảm bảo vệ sinh cho bé. Rồi hồi nãy đó chị nói là mình nấu cháo ở nhà, nấu cháo gói, mặc dù cũng bỏ đầy đủ. Với lại cái thứ hai là mình mua cháo cho trẻ ngoài ăn, thì chị không biết rồi, cháo gói là cháo công nghiệp, mặc dù bỏ đầy đủ nhưng mà cái phần mình nói nôm na như là gạo cơm của mình, mình cháo nó không có được tốt, thậm chí nó có chất quá chất nữa. Dạ. Không phải là tôi đánh đồng hết, dạ, nhưng mà thôi mình nấu cái gạo nhà mình đó nó vẫn hơn đó. Rồi cái cách thứ hai là chị mua cháo ở ngoài, ở ngoài người ta bán, người ta theo lợi nhuận nha. Đầu chị mua hai cái hộp cháo, chị mua con chị là bao nhiêu tiền, chị mua ở ngoài chị thấy sao, mắc hay khoảng 12 ngàn đó. Theo mình đánh giá thì 12 ngày đó chị có thể nấu nhiều hơn đó. Thấy tại tôi thấy tiền thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà thấy nó tiện đó. Tiện thôi. Dạ. Tôi bảo đảm với chị, nếu mà tôi hướng dẫn chị với 12 ngày đó chị có thể nấu trẻ ăn thậm chí là 2-3 bữa. Vậy hả bác sĩ? Chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn chị. Bây giờ tôi nói với chị tắm nắng cho trẻ. Dạ. Đúng là chị nên chị tắm nắng. Chị tắm nắng là chị che, tôi hỏi kỹ chứ. Che ngực, che bụng luôn. Dạ. Mẹ chị nó không che mắt. Rất quan trọng cho chị. Chị tắm nắng cho trẻ, nhớ là hướng vào buổi sáng từ 6 giờ đến 7 giờ đó, nắng sớm đó. Hoặc thậm chí nếu chị sáng sớm chị bận đi làm, dạ, bà nội thì cũng vô tư. Thậm chí chiều về chị vẫn có thể tắm cho trẻ buổi chiều, khoảng 5 giờ mấy lúc mà nắng chiều đó, à, nhẹ nhẹ đó, đúng. Là nắng chiều vẫn, nắng chiều vẫn được. Đừng có tắm lúc 4-3 giờ, buổi sáng cũng được, tắm có 9 giờ. Yeah. Nắng nhẹ nhẹ đó. Nhớ che mắt cho trẻ. Dạ, phải che mắt. Che mắt, che cái bộ sinh dục của trẻ lại. Yeah. Nhớ hơi các tay chân và bụng của trẻ ra. Tắm buổi sáng sớm hoặc là buổi nắng chiều nhẹ nhẹ lúc 4 giờ, 5 giờ đó, 5 giờ trở đi, nắng nhẹ rồi. Và mỗi lần tắm từ 15 đến 30 phút dùm tôi. Yeah. Nha. Yeah. Tôi đảm bảo chị nếu chị làm đúng cái phần đó, rất tốt cho trẻ. Cái phần hồi nãy chị nói là trẻ hay khóc đêm, bé của nhà chị hay khóc đêm, có thể là nó thiếu canxi. Yeah. Mình tắm nắng không có đúng. Với lại chị bà nội không cho tắm, rất sai lầm nha chị. Chị về chị giống như mình tuyên truyền, mình nói lại với bà nội đó là cái đó là không có đúng. Mình muốn tốt cho trẻ thì mình phải làm như vậy, không có những phong hèn hay giống như cân chúng ta chứ không có đúng nha. Yeah. Rồi tôi hướng dẫn chị về cái gọi là cái luồng thức ăn. Thứ nhất á, trẻ nhà mình nó để phát triển toàn diện cần rất nhiều cái khoáng chất cũng như các chất dinh dưỡng. Nó ở đây thứ nhất là cái nhóm tinh bột, đây nhóm tinh bột như là gạo lúa mì rồi đó, đó chỉ cho nhóm tinh bột đó là cháo nhà mình ha. Thứ hai rau củ vitamin, nó chị cũng cho vô hồi nãy như tôi nói vậy. Cái thứ ba là nhóm đạm giống như cá nạc nè, gà, thịt heo hoặc là trứng đó. Chị có thể cho uống bổ sung thêm sữa, nhưng mà những cái phần này thì nó cũng khó làm hơn cái phần cá thịt này. Nó tôi nghĩ là nó nhiều chất dinh dưỡng hơn theo khuyến cáo á. Là nhưng mà chị nhớ một lần chị thay đổi một món thôi, một thức thôi. Ví dụ như là hôm nay trẻ ăn cá thì ngày mai cho ăn thịt, ngày mốt cho ăn lươn, chứ đừng có thay đổi cùng một lượt mà nhiều cái quá, trẻ này ngán, nó quen cái mùi rồi mà mình thay đổi liên tục nha. Cái nhóm thứ ba là nhóm dầu ăn. Dầu ăn này chút xíu sẽ có một cái hướng dẫn cho chị bỏ lúc nào để cần thiết, nhưng mà cái gì thì gì không được quên sữa mẹ. Sữa mẹ chiếm vị trí trung tâm nha. Lúc nào chị cũng phải cho trẻ bú, như nãy tôi nói chị đã khuyến cáo bú tới thậm chí tới 24 tháng, còn sữa thì vẫn còn cho bé bú, chứ không có ỷ y là sữa bột không có được nha chị. Rồi cái nguyên tắc cho ăn á là cũng chị cũng cần phải nhớ thêm là cho trẻ từ lỏng tới đặc, không phải là mới có vô cho ăn đặc bánh như mình sao trẻ nhai nổi, nó không tiêu hóa được, cái dạ dày nó còn yếu lắm nha chị. Cho ăn từ lỏng tới đặc nha. Bây giờ tôi hướng dẫn chị cách nấu cháo dinh dưỡng, gọi là cháo dinh dưỡng vì rất chất lượng được như chè.
có bên cạnh đó chị sẽ tiết kiệm nữa, mình ăn gì chị ăn đó, rất tiết kiệm. Nhà mình có bình thủy nước không chị? Bình thủy dạ dạ có à, trời trời đấy ha, bình thủy mình có nước sôi sẵn ở trong đó ha. Chị á, cái này chị có thể làm cái đêm trước cho sáng mai cũng được, cho sáng sao sao chị làm đó. Đêm trước khi đi ngủ chị lấy ba nắm gạo gạo ngắn ha, ba nắm bỏ vô bình thủy để nắp lại. Sáng hôm sau tôi đảm bảo chị khi mà mình mở ra mình sẽ có một cái bình thủy cháo đặc rất chất lượng, cháo trắng đó. Sau đó mình lấy một cái chén cơm nhà mình đó, mình múc cháo ra khoảng hay được 2/3 chén, mình cho nước sắp sắp cho gần đầy nha, nước mà nước cũng sạch đó, nước chưa đun sôi mà nó cũng phải sạch nha. Dạ. Cho nó gần đầy chén, sau đó mình bỏ muỗng thứ nhất là rau vô, muỗng rau là mình có thể lấy rau gì, rau mùng tơi mình ăn, rau mùng ngót này. Rồi giờ nói chung là ngày nào chị ăn rau gì chị em ăn rau đó, nhưng mà mình phải băm nhuyễn ra. Dạ. Đó phần rau đây, phần rau lý củ nha, chị băm nhuyễn ra, hoặc là chị có thể cho thêm cà rốt, tây, củ dền đó. Vậy là rau là lúc nào bắt buộc cũng phải có, đúng phải có phần rau. Dạ. Đó mình có thể cho thêm rau củ vô phú ăn của trẻ. Dạ. Rồi chị cho muỗng cà phê rau lý củ vô ha. Rồi sau đó tới phần gì, nãy tôi đã hướng dẫn chị là phần đạm, phần thịt cá hoặc thịt hoặc cá thôi, chứ đừng có cho trộn chung thịt cá, trẻ nó ăn nó quen mùi á, nó cũng chỉ đổi khó nha. Chị cho muỗng thịt heo nạc nè, hoặc là thịt cá mình bỏ lấy xương nè, bỏ xương rồi lấy thịt đó, thịt gà, thịt lươn, thịt ớt, nó phong phú lắm. Chị cứ cho một muỗng mà phải bằng nhuyễn giờ, cho vào cái chén cháo với hỗn hợp đó, mình đánh đều rồi, chị chọn cái cho đều rồi đó. Sau đó mình bắt lên bếp, đun cho tới khi mà chị thấy nó, mà trong quá trình đun á, cũng nhớ là quậy đều tay nha, nó gần sôi thì cho vào cho tôi là một muỗng cà phê nước ngọt. Ở nhà tôi cho muối có được không? Người dân mình cứ nghĩ là mình ăn muối được thì con nít nó cũng ăn muối được, hoặc thậm chí bỏ đường bột ngọt thêm cho nó nữa. Tôi gặp nhiều trường hợp là bỏ đường bột ngọt thêm rồi thấy nó ngon, mình vừa ăn là trẻ cũng ăn hay lắm nha chị. Trẻ thì cái mặc dù nước mắm nó cũng mặn, muối nó cũng mặn, nhưng mà cái thành phần mặn á, thành phần nói chung là cái thành phần để làm mặn lên cho muối mắm nó khác nha. Cho muối nó rất là cao, chỉ cho nó lỡ mình quá sai. Mặc dù mình thấy vậy ăn trẻ nó ăn nó hại thận tội nghiệp lắm chị, nên mình một muỗng cho thêm mắm thôi. Dạ, tôi không có biết mà. Muối thôi. Rồi lúc mà gần sôi cho thêm muỗng cho thêm mắm vô. Dạ. Đó mình làm cho sôi lên, quậy đều cho sôi lên, tắt bếp. Tắt bếp xong chưa nha, cái phần rất quan trọng, đừng cho trẻ ăn liền, nhớ cái thành phần tiếp theo rất quan trọng ở đây tôi nói với chị là dầu ăn. Dạ. Nhớ khi tắt bếp rồi nha, chứ đừng có để vừa sôi chế vào ăn cho nó biến chất, không có còn chất gì để ăn hết. Từ trước giờ tôi làm sao trời ơi, vậy hả? Là làm này thì mình đổi đi nha, tắt bếp rồi. Tôi nghĩ là sôi rồi quấy lên rồi nó mới tan chậm cho nó tan không. Dạ, dạ. Cũng nhiều người lập lẫn như chị lắm chứ không phải là mình chị đâu. Dạ. Tôi đã gặp nhiều trường hợp rồi, nhưng mà nhớ là tắt bếp đi. Đó, mình bỏ một muỗng cà phê dầu ăn vô. Dầu ăn đó thì nói dầu ăn nhưng mà thật ra nếu mà để tốt cho trẻ hơn thì chị nên mua dầu ăn dành riêng cho trẻ, dầu ô liu. Mặc dù hơi kể nó phải mắc chút xíu nhưng mà tốt cho con của mình. Dạ. Nó mắc gì chứ cũng không còn nhiều đâu, mình tiết kiệm nó xíu thôi, mình có thể mua một chai nó dùng cũng lâu lắm á. Ở nhà thì tôi có mua cái chai Unikit. Đó đúng rồi, cái loại đó cũng được đó. Nó là một trong những loại, tôi không có khuyến cáo cái nhãn máy nào hết. Nhưng mà cái dầu ăn nào dành cho trẻ siêu thị cũng bán nhiều lắm đó. Chị mua cho trẻ rồi lúc nhớ, cái quan trọng là phải tắt bếp rồi nó cho dầu ăn vô, trộn đều lên. Sau đó chị có thể là để cho nguội một tí rồi ra lúc trẻ. Tôi đảm bảo với chị, nếu mà chị làm được cái cách này, trẻ sẽ rất ngon và mình có thể tiết kiệm được, không cần mua cháo sẵn ở ngoài, không cần mua cháo gói siêu thị, nó vừa mất thời gian chạy đi mua rồi vừa không có yên tâm về chất lượng, cũng như là cũng chưa chắc đã tốt cho sự phát triển của trẻ bằng chính tay mình nấu. Mình nấu mình cảm thấy được cái tình cảm nó gắn kết hơn. Rồi mà nãy tới giờ tôi nói vậy đó, đâu giờ thì chị nhắc lại thử giùm tôi mà cái cách mà cho trẻ bú với lại là cho trẻ bú bình đó bằng các cái sữa với lại cách nấu cháo giữa, chị nhắc lại giùm tôi thử xem chị nhớ được bao nhiêu. Dạ thì cũng hồi nãy như bác sĩ nói thì về cái việc mà bú sữa đó thì sáng thì dắt sữa bỏ vô bình,
xong rồi bỏ tủ lạnh rồi khi mà ngăn nào ngăn mát đúng rồi ngăn mát nha xong rồi cái khi mà cho bé bú trước khi cho bé bú thì mình ngâm trong nước sôi khoảng nước gì nào nước ấm nước ấm không có nước sôi nước sôi vừa lạnh đun sôi bể cái bình luôn á là nước ấm khoảng là từ 40 đến 50 độ xong rồi cho bé uống rồi còn cái nấu cháo thì nãy bác sĩ có hướng dẫn là mình nên dùng gạo ở nhà của mình mua thì nó sẽ tốt hơn là cháo gói rồi sau đó thì bỏ vô bình thủy khoảng 3 nắm rồi rồi mình lấy ra cháo được cái cháo đặt ở trong bình thủy đó, rồi mình bỏ vô cái chén ăn cơm của mình đó khoảng 2/3 chén rồi đổ nước xăm xắp rồi xong mình cho bắt buộc là phải có rau rau mình nhớ là rau băm nhuyễn nha dạ rau băm nhuyễn rồi thịt cá được băm nhuyễn mà mỗi lần thì cho một loại thôi mình quậy đều lên xong rồi mình bắt lên bếp mình đun sôi đun thấy nó gần chín rồi thì mình cho muỗng mắm mình quấy lên rồi mình tắt bếp xong rồi mới cho dầu ăn đúng rồi khi mà nó sôi rồi mình tắt bếp đi để mình cho cái muỗng dầu ăn của trẻ vô quấy đều lên để cho đừng có cho vô nhớ quan trọng là đừng có cho nước sôi nha chị cái quan niệm mình còn sai là mình cho nước mà sôi cho vô ăn vô đó nó không có tốt không có biết chất hết rồi trẻ không hấp thu được đâu hồi nãy tôi cũng nhắc vậy rồi đầu giờ chị nhắc lại giùm tôi cái chuyện tắm nắng ví dụ tắm nắng thì nãy như bác sĩ nói là tắm thì mình phải bọc đổ hết mà che mắt với bộ phận sinh dục tắm thì có thể buổi sáng hoặc buổi chiều cũng được rồi hai buổi sáng lúc mấy giờ mình tắm mình tôi xem sáu bảy giờ nắng nhẹ đó ha buổi chiều là 5 giờ 4 giờ gì đó lúc 4 mấy 5 giờ rồi mỗi lần tắm vậy thì khoảng từ 15 đến 30 phút phải đúng rồi cái kiến thức chị vậy là đúng rồi đó tôi rất là mừng là chị tiếp thu rất là nhanh nhưng mà tôi đã nói vậy rất nhanh cái tình trạng của bé bị thức đêm đó chị là tôi nghĩ là do thiếu vitamin D thiếu canxi như chị nói hồi nãy cách tắm nắng của mình là không có đúng mà rất mừng là nãy là chị đã sau khi mà nghe tư vấn thì chị đã biết được cách tắm nắng cho trẻ rồi tôi cũng hy vọng là chị về chị làm đúng như vậy mình vừa tắm nắng đúng cách mà phải cho trẻ tắm nắng thường xuyên đó chứ không phải là 3 tháng đầu cho tắm lúc sợ sợ trẻ nhiễm lạnh như bà nội nói đó nó bệnh nó chú tà vậy không có đúng nha để nói với người nhà lại mình phải thực hành đúng như vậy rồi mình bên cạnh đó mình phải cho ăn đủ chất như có đúng những chị để trẻ nó đủ canxi đủ vitamin D nó mới không nhiệt mình nó khóc đêm như vậy nữa chứ đêm là chị làm ngày mệt vợ chồng về làm mệt trẻ khóc đêm thì mình cũng bực không bực đúng không đó để cho trẻ tốt thì nó có phát triển của trẻ để mình cũng được nghỉ ngơi thì mình phải làm đúng như tôi đúng như chị nha bây giờ tôi tặng cho chị cái tờ rơi này nè đây là cái thực hành chế biến thức ăn cho trẻ từ 6 tháng 4 con mình nằm trong bảng này đó đây là cái cách chế biến này không sao làm sao đó nãy giờ sợ bác sĩ nói về mặc dù trước mắt là gì đó thì quên chơi thì sao đó mình phải nhờ cái quyển này nãy giờ tôi cũng đang lo rất cụ thể ha nấu trẻ bằng nhiều chén rồi bao nhiêu muỗng muỗng như thế nào mấy gam rất cụ thể trong này và các bước đó. Con mình là từ 7 đến 9 tháng đây bữa này 7 đến 9 tháng nha bột gạo bao nhiêu thịt heo này thịt cá bao nhiêu dầu ăn bao nhiêu cho dù lúc nào có hướng dẫn hết chị cứ yên tâm đó tôi sẽ tặng chị cái tấm này đây là cách thành phần thức ăn và cái muỗng luôn lúc nãy mình nói muỗng cà phê đó đây thật ra những muỗng này mình cũng tìm mua rất là dễ dàng ở ngoài chợ hoặc siêu thị đó những cái muỗng này chị cho trẻ ăn muỗng mấy loại một loại một loại hai loại ba muỗng một loại hai loại ba đó với cái chén mình ăn đó có rất cụ thể giống này tôi tặng chị cái tấm này dạ dạ cảm ơn bác sĩ nhớ là một tháng sau đem trẻ lại đây tôi xem nó tiến triển như thế nào sau đó tôi sẽ có cách tư vấn thêm cho chị về cái quá trình phát triển sau này của trẻ thôi nhưng mà chị cứ tin chúng tôi đi chúng tôi đã gặp rất là nhiều trường hợp như chị rồi một tháng sau quay lại mà làm đúng như những gì tôi đã nói trẻ nó phát triển rất nhanh đúng như biểu đồ mình được chứ lại không quấy khóc ăn uống đều độ rồi phát triển tốt lắm nó mình nhớ là đúng theo những gì tôi nói với chị nha vậy là cái biến ăn với cái góc đêm đó là không phải do là tiêm ngừa không chị không phải đâu chị nếu mà tiêm ngừa đó nó cũng có chứ không phải không nhưng mà tiêm ngừa đó thì thường á tiêm về không có chuyện nếu mà nó khó chịu á nó biểu hiện liền
chứ không có để từng tuần sau nó mới giống như nó thấm thuốc mà nó bị không. Dạ. Nó xuống tinh dịch nhanh lắm, khoảng chừng 1-2 ngày quá lắm rồi, 3 ngày 4 ngày thôi tôi cũng gặp nhiều trường hợp, nhưng mà chắc chắn này tôi nghĩ không phải là do tim người đâu, mà là do cái thói quen dân gian của mình. Mặc dù mình cũng tiến bộ rồi nhưng mà mình cũng gọi là xưa dữ lắm, là không có tắm nắng, không đi cơm, không có theo dõi trẻ rồi cho ăn ngoài chợ tiện lợi những thứ đó, do những cái đó của mình tại nhà không có bà nội khó lắm. Lần sau chị được đó, chị cho bà nội tới đây luôn, gặp tụi tôi sẽ thuyết phục bà thay đổi quan niệm về cái chuyện này, dẫn trẻ dẫn bà tới luôn. Dạ. Nha. Dạ. Rồi hẹn gặp lại chị tháng sau nha. Dạ, dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều.